Sáng nay mùng 8 tháng 12, các đơn vị máy bay chiến đấu Hổ Mang Chúa, Su-30 MK2 và trực thăng Mi đã có màn trình diễn mãn nhãn tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế thu hút hơn 170 đơn vị doanh nghiệp tới từ 30 quốc gia đến Việt Nam. Mở đầu màn biểu diễn là hai biên đội trực thăng Mi-17 và Mi-171. Đây là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không 3 thứ quân. Tiếp theo là hai biên đội máy bay Su-30 MK2 bay biểu diễn. Đây là loại máy bay tiêm kích đa năng siêu âm có khả năng tác chiến độc lập hoặc tác chiến theo biên đội trong nhiều loại hình thời tiết, loại hình và thời tiết khác nhau cả trên không, trên biển và mặt đất. Hổ mang chúa Su-30 MK2 thả bẫy mồi nhiệt khi bay ngang qua khu vực triển lãm quốc phòng quốc tế. Bẫy mồi nhiệt có vai trò quan trọng nhằm chống lại các tên lửa phòng không của đối phương. Hầu hết các loại tên lửa phòng không tầm thấp tên lửa không đối không tầm ngắn và một số loại tầm trung dùng cơ chế dẫn đường hồng ngoại sẽ dò đường theo nguồn nhiệt được phát ra từ động cơ máy bay. Vì vậy, khi tung ra đạn mồi bẫy với số lượng lớn sẽ tạo ra nhiều nguồn nhiệt trên đường bay của tên lửa, khiến hệ thống dò mục tiêu của tên lửa bị loạn mục tiêu và từ đó dẫn đến việc bay lệch hướng. Tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp về công nghệ, vũ khí, trang bị, sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến trên không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Người dân quan tâm và đủ 18 tuổi trở lên có thể tham quan triển lãm từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 9 tháng 12 và cả ngày 10 tháng 12. Hôm nay mùng 8 tháng 12, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xét xử vụ án công ty Alibaba lừa đảo sửa tiền, gồm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành và 22 đồng phạm. Tại phần thẩm tra lý lịch trong công ty này, nhiều bị cáo khai chỉ học hết lớp 12 nhưng được bổ nhiệm làm giám đốc công ty. Trong số 23 bị cáo bị đưa ra xét xử, có đến 13 bị cáo được bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty Alibaba và các công ty trực thuộc công ty Alibaba. Điều đáng chú ý tại phần thẩm tra lý lịch, nhiều người dự khán phòng khá bất ngờ khi đa số bị cáo này chỉ học hết lớp 12, không có bằng đại học hay bằng cấp đào tạo liên quan đến lĩnh vực bất động sản nhưng vẫn được bổ nhiệm làm giám đốc. Theo cáo trạng, công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Alibaba thành lập năm 2016. Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, hoạt động ở các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, vận tải cho người thân trong gia đình, gồm em, vợ và một số các thân nhân khác đứng tên. Bị cáo Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài tội danh trên, hai bị cáo là Võ Thị Thanh, vợ bị cáo Luyện và Nguyễn Thái Lực, em trai của Luyện, còn bị truy tố thêm về tội rửa tiền. Cáo trạng xác định Nguyễn Thái Luyện thành lập các công ty dùng làm phương tiện cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Luyện đưa ra các thông tin không có thật về các dự án, chỉ đạo cho các đồng phạm thực hiện để các bị hại tin tưởng và nộp tiền cho Luyện qua các pháp nhân. Để tạo niềm tin, Luyện đã sử dụng các thủ đoạn bán hàng như là cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc là 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc là thuê lại với giá là 2% một tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Sáng nay ngày 8 tháng 12 tại phiên tòa sơ thẩm, hình sự xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng ở các tỉnh phía Nam tiếp tục diễn ra. Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ các mức án cao nhất trong đường dây này. Theo cáo trạng năm 2020, công an tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Nguyễn Thăng Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu trên địa bàn của huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, mua xăng nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, đưa về pha chế thêm hóa chất để tạo màu làm giả xăng Ron 95 rồi bán ra thị trường. Số xăng này nằm trong đường dây buôn lậu xăng Ron 95 từ Singapore đưa về Việt Nam do Phan Thành Hữu và Đào Ngọc Viễn tổ chức có quy mô đặc biệt lớn liên quan đến nhiều tỉnh thành trong toàn quốc. Công trùng cầm đầu trong đường dây buôn xăng lậu bị tuyên án. Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, Phan Thanh Hữu 16 năm tù, Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù, Lê Thanh Trung quản lý kho Nam Phong ở Long An 13 năm tù, Nguyễn Minh Đức 10 năm tù. Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh, con trai của Phan Thanh Hữu, bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù. Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp cùng Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tổ chức đồng loạt khám xét các địa điểm kho chứa cửa hàng xăng dầu. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến và tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng 2.600 tỷ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đang tạm giữ đối với tài xế Lê Doãn Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết tài xế này đã bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trong quá trình làm nhiệm vụ và phát hiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép, nhưng người này chống đối và vào xe đốt chốt cửa, đốt giấy tờ. Cụ thể vào tối ngày 5 tháng 12, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng thì phát hiện một xe ô tô 4 chỗ màu trắng mang biển kiểm soát 60A14628 do tài xế Lê Doãn Hùng điều khiển, có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông. Tổ tuần tra đã yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra qua đó phát hiện tài xế Hùng có mức vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, tổ công tác cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành làm việc và niêm phong phương tiện vi phạm, thì Hùng bất ngờ chạy vào xe, chốt cửa lại và đốt giấy tờ. Hậu quả làm cháy lan một phần ghế ngồi. Rất may tổ công tác đã kịp thời sử dụng bình chữa cháy dập lửa, đưa tài xế ra khỏi che, xe nên không gây thương vong về người. Thưa quý vị, ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ. Với hành vi vi phạm này của tài xế Hùng có thể sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Còn đối với hành vi chống người thi hành công vụ, có thể bị xử phạt theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Sau buổi đi ngoại khóa và ăn tối tại một cơ sở ăn uống trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu Sơn La, 40 em lọc sinh lớp 4 trường tiểu học Mộc Lị, huyện Mộc Châu, có biểu hiện là đau bụng, buồn nôn và nôn, đã được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Một số học sinh cho biết sau khi ăn canh đùi gà, sườn ngô thì bắt đầu có biểu hiện đau bụng và buồn nôn. Sau đó các gia đình đã đưa các em đi cấp cứu. Sau khi nhập viện, qua đánh giá ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống. Giám đốc bệnh viện Đa khoa Mộc Châu Sơn La cho biết, bệnh viện đã tiến hành huy động lực lượng bác sĩ và điều dưỡng tăng cường cho khoa cấp cứu. Cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cả 40 em học sinh ổn định, trong đó 37 trường hợp đã được cho về nhà ngay trong đêm. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi và điều trị. Liên tiếp gần đây nhiều vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra với các em học sinh, khiến dư luận không khỏi lo lắng. Sau vụ việc ngộ độc tại một trường học ở Nha Trang xảy ra với 600 em học sinh, vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và vấn đề sơ cấp cứu với các trường hợp bị ngộ độc ở giai đoạn đầu tiên. Thì vụ việc lần này ở Mộc Châu Sơn La, dù mức độ và quy mô có thể nhỏ hơn, song những nỗi lo về hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ thì chưa bao giờ hết ở các bậc phụ huynh.